Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Chúng tôi trở lại với tiếp tục các bản tin đáng chú ý, và trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến cái chết của một người phụ nữ 51 tuổi, người vợ, người mẹ, có hai con. Trong lúc bà bị giết một cách thê thảm ở nhà vào hôm sáng sớm thứ Bảy vừa qua, thì chồng đang đưa đứa con trai 17 tuổi đi tìm trường đại học ở thành phố Portland, Oregon. Thế thì chuyện gì đã xảy ra? Cảnh sát đã truy lùng và sau một thời gian họ chỉ có một ngày, hai ngày thôi, tức là từ hôm đến ngày Chủ nhật thứ hai là họ có thể đã nắm nhiều thông tin rồi. Họ đến một nhà hàng gần nơi bà cư ngụ, và đến đây thì nhân viên của nhà hàng cho biết bà, họ thường xuyên thấy bà Ursula Gale đến đây, và điểm đáng chú ý đó là không khi nào thấy bà đi với chồng hết. Và có lần họ tìm thấy bà đi với một người đàn ông, nhiều lần là đi một mình, nhưng có người nói bà có bạn trai, có nghĩa là bà có một mối tình vụng trộm, hay là người ta biết được là giữa tình cảm giữa bà với người chồng đã có vấn đề, cho nên chồng để bà ở nhà và có thể là tìm cách dọn với con trai sang ở bên Oregon. À, đây là gia đình của 4 người. Vào tối thứ Sáu vừa rồi, người nhân viên trong nhà hàng nói lần cuối cùng họ gặp bà là vào khoảng 11h30 tối cho tới 12h15 phút sáng. Tức là bà nói chuyện với nhân viên kể cho cảnh sát đó là tối thứ Sáu tuần rồi, bà vừa tham dự một chương trình ca nhạc và vào bên trong bà kể nói chuyện rất là vui. Và sau đó thì bà ra về một mình. Người bạn gái của bà đi cùng với bà thì người bạn gái đó cũng về nhà luôn. Và tối hôm đó là chỉ có 2 người về thôi. Thì đến gần sáng hôm sau, thứ Bảy, thì người ta thấy cái thi thể của bà. Trên hình ảnh quý vị thấy không? Có một kẻ kéo lê cái túi vali mà trong đó xác của bà ở bên trong, rồi ném ở bên vệ đường. Cảnh sát cho biết hôm nay họ đã bắt được kẻ giết bà. Tên này là David Bonola, 44 tuổi. Và cảnh sát nói đây là một vụ án mạng vì tình yêu. David Bonola là bạn trai của bà Ursula Gale trong thời gian qua. Và có thể tên này đã bị bà từ chối sau một thời gian quen biết. Cho nên đối với bà đó, cái việc mà quen biết tên Bonola này, 44 tuổi trẻ hơn, chỉ là một giai đoạn tình yêu bốc đồng tạm bợ thế thôi. Thì hắn có thể là tìm cách tiếp tục cái cuộc tình cảm này. Thế nhưng bà đã từ chối. Và đó là lý do tối thứ Sáu tuần rồi, lẽ ra thì hắn muốn đi chơi với bà. Và bà đã từ chối. Cảnh sát cũng cho biết tên này có thể đã có chìa khóa vào trong nhà này, bởi vì hai người có mối quan hệ tình ái với nhau mà. Cho nên hắn đã chờ trong nhà cho đến khi bà về nhà. Mà đứa con trai 13 tuổi khuya quá rồi,
em nó ngủ trên lầu, đâu có để ý đâu. Đây là căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Đa phần những căn nhà ở phía miền Đông Bắc Hoa Kỳ, New York, Pennsylvania, v.v. thường có hầm, thưa quý vị. Thì hắn đã, lúc mà vào, có thể đã tấn công bà từ phía sau, bất tỉnh, có thể đã hãm hiếp. Cảnh sát hiện nay đang tiếp tục và họ chưa tiết lộ thêm về kết quả giảo nghiệm tử thi. Nhưng mà đó là những điều mà những người, nhất là gia đình của bà nghi ngờ. Thì sau khi tấn công bà rồi, hắn vì ghen tương và bị tình phụ, cho nên hắn đã giết bà một cách dã man. Cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành, nhưng mà ít nhất cảnh sát nói đã bắt được kẻ giết người bà, làm giảm cái mối quan tâm của hàng xóm láng giềng chung quanh bà. Người chồng trong thời gian qua không hề lên tiếng, ông đòi hỏi cái sự riêng tư cho gia đình, và nhất là việc mà người mẹ của hai đứa con trai chết là một cái thảm kịch ghê gớm cho hai đứa nhỏ, nhất là đứa bé 17 tuổi vào mùa thu này là phải vào nhập học trường đại học rồi. Và thưa quý vị, Bộ Tư pháp vào ngày hôm qua đó cho biết là họ đã chính thức triệt phá và truy tố được một cái đường dây gồm 21 người chuyên gian lận tiền của chính phủ và các công ty liên quan đến COVID là chính, nhưng mà rồi sau đó một người này đã nguyên cái đường dây là lấy thông tin của các bệnh nhân đó rồi bịa ra để chữa trị những cái service mà hoàn toàn không có thật, tiền lên đến mấy trăm triệu Mỹ kim, thưa quý vị. Thì theo như Bộ Tư pháp cho biết đó, đây là một cái đường dây tội phạm họ gọi là complex crime, nghĩa là cái tội phạm rất là phức tạp, là bởi vì tất cả những cái kẻ phạm tội trong cái đường dây này đó, một là bác sĩ, hai là pharmacist, còn không là chủ nhân của những cái phòng labs và các cơ sở y tế. Đây thuộc dạng là tội phạm mà có đầu óc, có học, và trải dài từ New York, California cho Maryland. Thì theo Bộ Tư pháp đó, cái phương thức mà những cái nơi này sử dụng như sau, là quý vị cũng nhớ trong vòng hơn 2 năm qua là tất cả đa số những cái sở y tế hoặc là có một vài cái phòng mạch đó, họ dựng nên những cái pop-up site ở các chợ mà họ giúp người dân test COVID free. Thì tất cả những cái nơi này chúng hợp tác với nhau, nghĩa là khi mọi người đến thử COVID đó thì chúng ta được lấy mẫu nước bọt, thưa quý vị. Thì tất cả những cái mẫu nước bọt đó, đó những cái nơi này họ giữ lại, và khi mà chúng ta làm COVID thì cũng phải điền giấy tờ cho tên tuổi ngày sinh là những cái thông tin cá nhân, thì chúng giữ lại, và sau đó đó chúng bắt đầu lập ra những cái hồ sơ giả đưa đến những cái văn phòng bác sĩ nằm trong cái đường dây của chúng, và phịa ra là những người này đã làm bệnh nhân của những nơi này và bắt đầu đi thăm khám thường xuyên và chữa trị cho những cái bệnh mà hoàn toàn không có thật để mà chúng bill tiền bảo hiểm. Còn riêng cái vụ mà test COVID rồi nhiều khi là chữa trị COVID là chính phủ chi trả, là chúng còn lấy tiền riêng nữa. Và ghê gớm nhất là theo Bộ Tư pháp, có hai cái phòng labs ở California đó, thưa quý vị, bill chính phủ tổng cộng 214 triệu tiền lab test trong vòng nhiều năm trời. Nghĩa là không hiểu sao những cái mẫu máu đó chúng lấy được ở đâu không biết, của người có thật, và chúng thử là chúng nhiều người là chúng ta thử là có coi có bị tiểu đường hay là máu có mỡ gì không, vân vân. Thì chúng submit lên cho chính phủ là chúng đã làm những cái test như thế này là 214 triệu, rồi riêng 125 triệu là làm COVID test. Và cái hai chủ nhân của những cái cơ sở y khoa này đó, chúng ăn cắp thêm thông tin cá nhân của bệnh nhân, rồi sau đó là nói rằng những người mà phát hiện ra là tiểu đường đồ này nọ đó là cần phải chữa trị, mặc dù họ không hề xuất hiện để mà chữa trị, và chúng bill thêm tiền của công ty bảo hiểm nữa. Và có một ông pharmacist, thưa quý vị, ông lấy được cái lot number của một cái thùng vaccine của Moderna đó, cái lot number là thật, rồi ổng bắt đầu dùng cái lot number đó ghi lên những cái vaccine card giả để mà ổng bán ra ngoài với cái số tiền là 200 đồng cho một cái thẻ như vậy. Và phía Bộ Tư pháp cho biết là cái số tiền mấy trăm triệu mà cái đường dây này lấy được đó, chúng rất là khôn, chúng chuyển ra ngoài Hoa Kỳ giữ ở những cái nơi mà gọi là thiên đường trốn thuế đó.
những cái shell companies và sau đó dùng để mua bất động sản của các quốc gia ngoại quốc. Cho nên hiện tại số tiền mấy trăm triệu này, Bộ Tư pháp chỉ hồi được có 8 triệu mà thôi. Và chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý về vụ báo động ở tòa nhà Quốc hội. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.